sau hàng nhà đầu điện chào bác nhé. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2020, thời tiết Hà Nội thì nóng bỏng rồi, nắng chang chang luôn ạ. Nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C rồi. Em bỏ ra vệ sinh thì lại tiếp tục lên phóng một cái con điều hòa một cục của hãng Koromi. Thường bác nào cũng nhu cầu nhé. Nhiều bác thì cứ sợ là ruột bên trong của nó con thế này thế nọ, nhưng mà nói với các bác là con nào bỏ ra bất kể bên trong ruột cũng đều ống đồng và đều mới con hết ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây ở đây đang lên sóng cái con Koromi này các nhá, bỏ nó đây. Đây, bỏ đây vào nhá. Đấy. Con này tương đối là đẹp. Các bác nhìn ống đồng này, vàm ruộng luôn. Đấy. Ống đồng chưa? Đẹp chưa? Zin từng con ốc luôn, đảm bảo các bác là nguyên zin từng con ốc luôn, không có can thiệp bất kể một cái gì nặng nề vào trong máy cả. Đây, bo mạch điều khiển các bác nhìn nó mới chưa? Nhìn thế này là các bác mới biết là một con máy nó sạch nó mới nào rồi. Máy cực chất cực đẹp, không phải là tìm hiểu xa gì các bác đấy. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác cứ liên hệ với em. Các bác yên tâm một điều rằng tất cả các con máy em lên sóng đều là những con máy đẹp và đủ tiêu chuẩn để bán cho các bác. Nhiều ống đồng chưa? Nguyên zin từng ốc các bác nhé. Này con này em bán là 8.000 à. Con này là 8.000 BTU, em bán là 3.8 triệu. Đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Máy em đang test chạy rất là mạnh. Giá chưa có đổ nguồn, chưa có phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, giá 3.8 triệu. Các bác nào mà chốt con này thì các bác alo cho em nhé. Con này em lên sóng buổi chiều ngày 16 đấy. Các bác alo cho em. Cảm ơn các bác.